Xin chào mọi người, thì Tết cũng đã sắp đến rồi, thì hiện tại là ở đâu cũng thấy hoa mai, hoa đào trên lon nước ngọt, trên cuốn tạp chí, rồi ngay cả những cái banner ngoài đường thì tất cả phải có một vài bông hoa mai, hoa đào để biết là Tết sắp đến. Thì bài tập hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ hoa mai. Thì hoa đào thì cũng tương tự như hoa mai, thì nó chỉ khác cái màu hồng, màu vàng thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hoa mai. Cách vẽ thì chúng ta sẽ dùng pen. Này đòi hỏi sự khéo tay từ các bạn. Mình sẽ vẽ cánh hoa. Thì khi mình vẽ mình muốn chỉnh sửa thì mình sẽ dùng con vật bone tool. Lít vào để chỉnh sửa. Bạn muốn thêm điểm hoặc bớt điểm thì chúng ta sẽ chọn Add hoặc là Delete. Đây là mình sẽ thêm điểm. Delete là bỏ bớt điểm. Tùy theo cái bước vẽ của mình, các bạn sẽ chỉnh sửa cho phù hợp. Sau đó các bạn sẽ Control, giữ phím Control và Enter, chúng ta sẽ vẽ được một cánh hoa. Rồi màu sắc, màu vàng. Các bạn có thể tạo lớp mới, các bạn giữ màu Foreground thì các bạn giữ Internet, phím Backspace hoặc là Internet Delete cũng được. Rồi vừa rồi chúng ta vừa vẽ xong một cánh hoa mai thì các bạn có thể Ctrl T hiệu chỉnh lại cho phù hợp chẳng hạn. Thì hoa mai 5 cánh thì chúng ta sẽ Ctrl Z. Ctrl Z 5 lần. Sau đó chúng ta Ctrl T hiệu chỉnh cho phù hợp. Chúng ta sẽ xoay. Rồi các bạn có thể cho thêm một hiệu ứng bóng shadow để chúng ta cho những cánh hoa nổi bật một chút xíu. Blending option. Rớt shadow. Chúng ta có thể copy cái layer style này và bát cho những cái cánh còn lại. Rồi bước cơ bản là chúng ta đã tạo được một cái hoa mai, chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại. Các bạn giữ Shift 5 cái layer này và chúng ta giữ Internet, lít chuột vào đây để mở cái layer này lại. Giữ Internet, mở layer lại để chúng ta có một cái lớp ở trên. Chúng ta sẽ giữ những cái layer này, nếu mà sau này chúng ta có cần sửa thì chúng ta sẽ sửa lại. Rồi chúng ta được một cái layer thế này. Các bạn có thể dùng cọ tạo một cái lớp mới. Chúng ta sẽ cho một cái màu vàng đậm đậm hơn một chút xíu, cái hoa tự nhiên hơn. Chúng ta vừa hoàn thành xong một cái lớp hoa.
Có thể gộp luôn cái lớp phần tô bóng này. Vậy sau đó chúng ta sẽ thêm một vài cái nhụy vô. Ben hoặc là công cụ polygon, lasso tool để vẽ những cái nhụy cũng được. Như cái cọng nhụy, như cái cọng măng nhụy rất là nhỏ. Tôi sẽ tạo một cái lớp mới. Rồi sao cho nên tôi màu cam như cái lớp này. Đây giống như là các chén thủ công này các bạn. Cần sự tỉ mỉ một chút xíu. Sẽ có những cái ngắn cái dài khác nhau. Cái lớp hoa mai chúng ta xong chúng ta sẽ khóa lại để chúng ta sẽ không đụng cho nó. Thì tương tự thì các bạn cũng có thể làm cho những cái nhụy còn lại. Hơi cực chút xíu các bạn ha, nhưng mà mình khi tác phẩm của mình nó hoàn thành thì chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn, thoải mái hơn. Chứ thật ra khi mà mình tìm hoa mai trên mạng thì nó rất là nhiều hoa mai trên mạng có sẵn, nhưng mà khi mà mình làm gửi tặng bạn bè hoặc người thân hoặc là tự mình thiết kế thì cái sản phẩm mình nó sẽ độc đáo hơn và nó mang tính chất cá nhân của mình hơn. Chúng ta có thể dùng pen để vẽ đài hoa. Control Enter. Chúng ta sẽ chọn màu xanh lá. Tạo một lớp mới, bạn lưu ý tạo lớp mới ha. Chúng ta vừa hoàn thành xong một cái bông hoa mai với lại cái đài hoa nhìn rất là có vẻ là cũng khá là đẹp. Thì bây giờ chúng ta sẽ gộp những cái lớp này lại. Bạn có thể đặt tên nên dễ phân biệt đài hoa, nhụy hoa, hoa. Chúng ta sẽ lưu tên nó luôn. Các bạn có thể chú thích cái màu cho cái lớp của mình. Đó, bạn có thể chú thích như thế này để khi chúng ta nhìn vào chúng ta có thể phân biệt được từng lớp đơn giản. Thì sẵn mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách vẽ những cái nhánh hoa mai luôn. Bạn có thể dùng pen. Sau đó các bạn có thể hiệu ứng chỉnh thêm lại. Đó, ta sẽ click vào cái điểm mà chúng ta sẽ uốn cong lại. Hai. Control Enter và chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới. Thân cây màu nâu.
dùng màu nâu này đi. Rồi mình sẽ cần một cái màu nâu đậm hơn một chút xíu. Và dùng cọ để tạo cho chúng ta những cái vùng sáng tối, những cái khối của cái cây thì nó sẽ tự nhiên hơn. Tôi sẽ gắn cái lá này vào. Mình thấy gộp những cái chùm mai lại. Những hoa mai lớn nhỏ khác nhau. Bạn phải giữ antennas rồi kéo cái lớp này ra. Đít vào cái này antennas kéo ra những cái lớp mới. Các bạn có thể vẽ những cái đường như thế này và sau đó chúng ta chỉnh sửa lại, nó sẽ cần vợt lại. Rồi, chẳng hạn những cái nụ như thế này, chúng ta sẽ tô màu xanh. Tạo cái lớp mới. Ta vừa xong cái nụ mai thì các bạn có thể vẽ thêm những cái cuốn hoa mai. Chúng ta có thể dùng pen tool chọn màu xanh, kích thước nó khoảng 2 hoặc 3 gì đó. Ví dụ như vậy chẳng hạn. Chúng ta sẽ ghép vừa rồi vài cái bước đơn giản thế thì chúng ta sẽ vẽ được những cái bông hoa mai. Thì với những cái bước nãy giờ mình hướng dẫn thì các bạn có thể làm theo, có thể thế này để gắn vào những cái poster đó. Thì mong các bạn luyện tập và chúc các bạn làm thành công.